Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các ông bà Trần Tuấn Lợi, Đinh Vui, Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nghe báo cáo về dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, các kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, cùng khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố, cử tri phường Hòa Thọ Đông bày tỏ phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua và tin tưởng với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế thành phố sẽ tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến. Tại đây, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn phường. Thành phố Đà Nẵng chúng ta là rất là lãng phí về nguồn tài nguyên đất đai, nhất là đất công. Thì thời gian đấy là thành phố giải quyết vấn đề này như thế nào để xây dựng và phát triển thành phố. Hiện nay là dân cũng đã thiếu nhà ở này, rồi trường học cũng thiếu này, rồi nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư cũng thiếu này. Giải quyết vấn đề này như thế nào, những đất bỏ trống như thế. Tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung chính sách đặc thù của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin thêm đến cử tri về tình hình phát triển của thành phố, giải đáp cụ thể các kiến nghị của cử tri và đề nghị các cơ quan ban ngành địa phương liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, bảo đảm đời sống bình yên cho nhân dân. Hiện nay cái phân cấp phân quyền này là nhiều địa phương làm khác nhau. Tôi nói ví dụ như là cây xanh nè, cấp biển số nhà nè, là nhiều nơi là ủy quyền cho phường. Nhưng nhiều nơi là quận ôm luôn, không có ủy quyền cho phường, không phân cấp cho phường. Nguyên tắc của phân cấp là cấp nào làm tốt hơn thì để cấp đó làm. Đó là nguyên tắc số 1 rồi, đó là nói rõ rồi. Tất nhiên là khi anh phân cấp thì anh phải phân kèm theo nguồn lực và anh phải hướng dẫn họ. Và nguyên tắc về mặt phân cấp là anh phân cấp cho họ nhưng anh phải chịu trách nhiệm. Chứ không phải anh phân cấp là anh xong việc đâu. Phân cấp ủy quyền nghĩa là tôi ví dụ như tôi làm chủ tịch nhưng tôi phân cấp cho một anh cấp dưới của tôi nhưng mà ảnh sai thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là như thế là tôi phân cấp cho ông như thế là xong việc, tôi thả tay, tôi không lo gì nữa, là không đúng với tinh thần phân cấp ủy quyền. Phân cấp ở đây là để cho cấp nào làm tốt hơn thì để cấp đó làm và nó giảm bớt cái thủ tục cho người dân chứ không phải là đẩy trách nhiệm cho người khác. Khác nhau giữa câu chuyện này cho nên là lưu ý cái tính này, chứ tôi không bắt buộc phải phân cấp. Nhưng mà trong điều kiện là phân cấp được thì phải phân cấp cho họ để mà người ta giải quyết cho làm cho tốt hơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị tổ đại biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, các đơn vị liên quan tập trung các giải pháp xử lý triệt để các vấn đề trong thẩm quyền và thông báo kết quả cho cử tri theo quy định.